Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với tựa game Godfall Legend. Vâng, dạo gần đây bỏ CFL lâu quá, anh em cứ tưởng mình nghỉ game cơ. Bỏ là bỏ tên đéo nào được. Ok, hôm nay thì mình sẽ trở lại với khẩu Barrett Iron Shark. Ui rồi ôi, thanh niên mới lướt qua một giây thôi đã rơi vào vòng tay của y tá rồi. Đen quá ha. Ok, phiên chợ hôm nay toàn hoa quả thôi. Viên gì vui tính thật ý. Có lúc thì free toàn cương thi thôi. Bây giờ thì chuyển sang y tá, mà cũng chung chung là toàn hoa quả thôi. Anh em đừng có ăn mấy cái loại này nhá. Mấy cái loại này thì toàn fake với lại phun thuốc các kiểu thôi. Ăn vào chết đấy. Cái gì? Lấp ló à? Này thì ui rồi ôi. Từ từ, đứng yên thế nào. À, mình vừa phát hiện một loại hoa quả tươi, không phun thuốc trừ sâu, không hàng fake từ China. Ăn vào chỉ có thể gọi là tăng thể lực thôi. Chạy. Bây giờ sẽ là tình huống 1v8. Anh em đâu? Bơi hết vào đây. Hero ở đây cơ mà. Đúng rồi. Rồi, tơ sẽ là người đầu tiên nằm xuống. Ui rồi, bình tĩnh xem nào. Để thằng tơ nằm xuống đầu tiên. Coi. Ui rồi. Gì đấy y tá? Lầy thì cố này. Không phải bắn chết luôn. Rồi biến ra cho rồi. Còn bọn này nó ép người quá đáng. Gì cơ, chạy à? Lúc nãy hổ báo lắm cơ mà. Úi dồi, ngồi à, chạy. Vâng, nhảy qua cho được rồi đem chạy. Úi dồi ôi, con chồng mông chồng đít vào mặt mình nữa. Thế bảo làm sao mình không thông được. AK này. Thơm. Úi dồi ôi, anh Tơ, bình tĩnh thôi. Mất bà 5k rồi. Này thì liếm 5k của tao này. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Úi dồi ôi. Này thì... Úi dồi ôi. Thanh niên bắn không trúng phát nào. Ui định mệnh. Thơm thế. Vâng, nhìn kêu của mình kìa. Kim giờ bét. Ăn tất. À, mình nhắc luôn một cái là arc này mình ít chơi nhá. Dạo gần đây thì mình chỉ có bắn PUBG Mobile thôi. Nên các bạn gặp mình thì đấy chính là con bé Kim The Best chứ không phải là mình. Ok. Và hiện tại thì nó sẽ chơi arc này của mình. Ui dồi ôi. Chạy à. Chạy bằng map nha. À, vâng. Này thì lừa mình chạy qua còn nhảy lên này. Ui dồi, quay tay thùng hàng. Cái định mệnh. Bạn ơi, bạn nhử nó chạy ra đi chứ không cần lên đâu. Ui dồi ôi, cái thằng 3Z. Vâng, nó snip xong nó cầm ngay cây gậy nó đứng nhìn. Khốn nạn thế không biết. Ui dồi ôi. Gắt thế. Không lên được rồi. Rồi có người biết mình rồi kìa. Ui dồi ôi, thẩm du cho cố vô. Vâng, khó rồi, thẩm du đông quá. Lầy thì co cụm này. Ơ, cái thằng kia nó bắn cái gì mà tự dưng mình cào một cái nó hiện cái khẩu lục nó bò lên, nhìn chất vãi. Ok, bây giờ còn hai thằng hero nữa. Ủa mà thằng tơm thoát rồi. Hay nha, ui rồi ôi. Cơ bản anh em không cover nhiệt tình chuẩn xác thôi. Chứ còn mình mà cầm cương khí thì các bạn cứ xác định là cứ có hero thôi. Thằng này yếu này. Mình sẽ chơi thằng này. Thằng này đầy máu, bỏ đi. Lại đây. Ui rồi ôi. Bạn đơn tưởng cầm dao là ngon nha. Lầy thì 2k rồi. Xuống đây. Rồi. Ui rồi ôi, 4k máu. Chạy thôi. Còn 2-3 tiết. Bạn ơi, từ từ bạn ơi. Bình tĩnh. Rồi ôi, đuổi ấn á. Tuổi. Đấy. Nấp đây thì bố thằng nào biết được. Ủa trong phòng có thêm con nữa mà nó không đi cào kìa. Em fan anh đây. Ok, chào fan nha. Hello bạn, nếu bạn xem clip của mình thì mình chào tất cả các bạn nhá. Ui hết giờ rồi.
fan lâu năm rồi. Ok, hello các bạn nha. Rồi, chẳng quen. Ok, trận lúc nãy ít quá. Phải sorry anh em phòng lúc nãy thôi. Mặc dù fan mình rất đông ở cái phòng đấy nhưng thực sự là không thể bắn được tại vì zombie không có. Ông nó cứ bị biến zombie cái nó AFK. Còn bọn kia thì nó sẵn sàng đóng đinh, đóng rễ trên cái khu vực thùng hàng. Thế thì thôi chứ. Úi dồi ôi. Anh Tơ làm gì đây? Lại AFK nữa rồi. Rồi, thằng này lại AFK. AFK đi. Còn chạy nữa. Ôi, thanh niên. Rồi, chạy đi nấp. Vâng, không hiểu được bạn ấy đang nghĩ gì. Nhấp nháy đi. Nhấp nháy. Ơ kìa. Chết bà mày đi. Chạy thôi. Anh em đâu? Mới hết vào đây. Đúng rồi. Mày sẽ lừa tụi nó lên đây để cận chiến nha. Ui dồi ôi, nhấp nháy kìa. Hai con luôn. Lầy thì lên đây này. Rồi còn mạng tơ nữa. Còn mạng tơ nữa. Lên, đúng rồi, lên đi. Mình đợi các bạn. Ui dồi, thằng tơ lên được rồi. Khó ghê á. Không chắc quả này mình phải biến hero thôi. Còn năm mấy giây. Biến rồi kiếm ít kill. Chứ lại hết thời gian thì phí lắm. Ui, gặp anh tơ như này nữa thì mình chỉ có mút kill chùn chụt. Lầy thì hủy diệt lầy. Gì đây? Lên. Lầy thì ui dồi ôi, yếu thế. Toàn mấy thanh niên yếu sinh lý không hả? Lầy đi. Một bình tặng. Chấp hết. Chấp hết. Ui dồi ôi, thằng này máu trâu. Ok, clear. Vâng, lại một lần nữa tên mình được trải dài trên khu vực Q. Ok. Ở trận nào cũng như này thì bắn phê phết đấy. Làm quả chín mấy Q. Khiếp thật. Ok. Ok kìa, trận này lại cầm zombie rồi. Sao trận nào mình cũng qua trận thứ hai làm zombie ấy nhở? Ui dồi ôi, quay tay, ok fine. Lầy thì quay tay, chạy đâu rồi? Thanh niên đã té đi rất là xa rồi. Căng nha. Thẩm du đông quá. Bây giờ bắt thằng nào đây? Không dám ra kìa. Ui dồi ôi, các bạn ra đây. Mình xử. Cái gì cơ? Trôn à? Nhào vô. Ui, chê mình không dám ra. Lầy đi. Rồi, chạy à? À, chê không dám ra. Các bạn cứ lại đây. Mình ra tất, còn các bạn đứng quay tay lên đấy. Nói là cây dề. Các bạn thử đi săn xem nào. Ui dồi ôi, sấp mặt hết rồi. Sấp mặt hết rồi. Còn mấy thằng đứng trên thùng hàng nữa. Rồi ném bom gì đấy. Quẩy lên, anh em đúng rồi. Ui dồi ôi, trầu thế. Rồi, không được rồi. Bọn này cầm súng rất là to. Bây giờ thì phải chịu khuất phục rồi. Nhưng bọn lên thùng hàng thì vẫn là như thế. À, anh em đâu? Cover để mình lên nào. Không được rồi. Đây tao đây, tao đây. Đúng rồi, qua giết nó đi. Ê, chết này, tôi xong rồi. Bọn kia chết chắc rồi. Cái tội. Lì thì tham nhìn. Ôi giời ơi, tí nữa là liếm được mạng đấy rồi. Phí quá. Đáng tiếc. Mình đã dương rộng vòng tay để chờ đợi thanh niên cuối cùng. Nhưng đáng tiếc là bạn ấy đã rơi vào vòng tay của người khác. Quá đen.
số phận nghiệt ngã chúng ta không thuộc về nhau. Ui dồi ôi, cái trận này là ít rồi, mai ra xem, chắc là nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Ôi cái gì đây? Cứ hay thì, ui không được rồi. Thẩm du rất đông à, chỉ có hai con dấu vai thôi. Và đang sẵn sàng AFK để chờ đợi sang trận khác. Ơ kìa, bọn mình không cover rồi vẫn không hiếp được đằng kia. Thôi cạn lời, chắc chúng ta sẽ cận chiến thôi. Ui dồi ôi, thằng kia nó nuốt rồi. Phí thế. Rồi chúng ta còn con nữa. Kết thúc trận này nào. Ok, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.